Vâng, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình ngày hôm qua, thì thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện một số loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được ghi là có công dụng kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống COVID-19, vân vân. Dù cơ quan chức năng đã khẳng định rằng là hoàn toàn không có loại thực phẩm nào có tác dụng như trên, thế nhưng vẫn có doanh nghiệp sẵn sàng làm giả các loại giấy tờ của Cục An toàn Thực phẩm để đưa sản phẩm ra thị trường nhằm trục lợi bất chính. Với giá 280.000 đồng một hộp 30 viên, những loại thực phẩm bổ sung có tên gọi xuyên tâm liên như thế này đang là loại mặt hàng được nhiều người đặt mua trên mạng xã hội. Đơn giản là vì người bán đã thổi phồng những tính năng để biến loại thực phẩm bổ sung này trở thành thần dược đối phó với dịch bệnh như ngăn ngừa virus, vi khuẩn, sử dụng để điều trị cho F0. Những chiêu trò mánh khóe lừa dối khách hàng còn được chủ hàng hướng dẫn tỉ mỉ cho các đại lý trước khi bán hàng trên mạng xã hội. Những câu chuyện bịa đặt này nhanh chóng được các đại lý áp dụng, tự dựng lên những trường hợp F0 giả đã điều trị khỏi bằng xuyên tâm liên để dụ dỗ người tiêu dùng đặt mua. Đây là xuyên tâm liên, mình đang bị F0 và mình đang dùng xuyên tâm liên nha mọi người. Cái xuyên tâm liên này rất tốt ha. Đây là một loại thuốc mới ra. Mùa dịch này á thì tốt nhất á, nên gia đình mọi người nên sử dụng cái viên uống xuyên tâm liên này. Dù luôn khẳng định là hàng chuẩn giấy tờ, thương hiệu uy tín, thế nhưng chẳng có người mua nào biết rằng giấy tiếp nhận bản công bố đăng ký sản phẩm mà công ty trách nhiệm hữu hạn Hằng Thu Pharma đưa ra cùng sản phẩm xuyên tâm liên đông trùng hạ thảo lại chỉ là một tờ giấy giả mạo. Và đây chính là cái giấy được doanh nghiệp này cho là của sản phẩm xuyên tâm liên. Tuy nhiên là khi mà chúng tôi mang cái giấy này đến làm việc với Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế thì lãnh đạo cục khẳng định rằng là cái giấy này hoàn toàn là một cái giấy giả mạo. Bởi vì là trong cái hệ thống văn bản của Cục An toàn Thực phẩm hoàn toàn không có cái mã số 01DMP2021 nào cả. Mặc dù là giả mạo như vậy, thế nhưng mà đại diện của cái doanh nghiệp này vẫn tự tin in cái mã số này lên cái sản phẩm xuyên tâm liên và lấy đây làm cơ sở để bán ra thị trường. Theo lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm, thì hành vi này không chỉ có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch và sức khỏe của người tiêu dùng. Tức là khi mà người tiêu dùng tiếp nhận được những quảng cáo như vậy thì lại hiểu nhầm rằng là những cái sản phẩm đó có thể giúp điều trị được bệnh COVID và có thể mua và sử dụng. Như vậy là rất là có hại đối với sức khỏe của cá nhân người tiêu dùng đó. Bởi vì nếu như họ có bất kể cái triệu chứng nào mà liên quan đến dịch bệnh thì cần phải được đến tư vấn và khám chữa bệnh kịp thời thì mới có thể là giải quyết được vấn đề. Trước tình trạng này, Tổng cục Quản lý Thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý địa bàn, nắm diễn biến tình hình đối với các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo công dụng kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.